bận rồi còn ai gọi điện không biết nữa. Alo tôi nghe. Hôm trước tôi đã bảo với cậu là cái bảng thống kê đấy cần phải sửa lại rồi còn đâu. Thế mà bây giờ vẫn còn hỏi tôi là có được hay không nữa là như thế nào. Thế lúc làm việc cậu không để ý à? Đầu óc cậu để đi đâu đấy? Thế nhá. Thế Nguyệt. Mẹ ơi, có cơm chưa? Tôi chết rồi. Mẹ bận làm quá nên là mẹ quên chưa nấu cơm rồi. Hay thôi, hôm nay con ăn tạm bữa nhà hàng nhá. Rồi mai mẹ nấu cơm cho. Không chịu đâu. Thôi, mai mẹ hứa mẹ nấu cơm cho. Thế bây giờ mẹ gọi cho con cơm sườn con thích nhá. Con chịu đâu. Thôi, mẹ ăn nỉ con trai mẹ nhá. Tùy mẹ. Để con đi vào ghế đi rồi mẹ gọi cho. Chị ạ. Cô đến đây làm gì? Em được bên trung tâm tư vấn việc làm giới thiệu tới đây ạ. Cô vào đi. Dạ vâng ạ. Cô ngồi đi. Dạ. Cô tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Em tên Thủy, năm nay 20 tuổi chị ạ. Thế cô nhà ở đâu? Đã có chồng chưa? Nhà em thì ở Hà Nội. Năm nay em đang là sinh viên năm 2 nên cũng chưa lập gia đình chị ạ. Trông tiểu thư như này mà lại đi làm ô xin à? Thế có biết làm không hay là về đây tôi lại hầu? Dạ chị cứ yên tâm ạ. Em thì rất thích chơi với trẻ con, nấu ăn cũng được. Nên là chị cứ cho em thử việc trước, nếu mà ưng thì mình mới ký hợp đồng nha chị. Tôi thuê cô ở để cô trông con tôi, chứ không phải là để chơi với nó. Dạ vâng ạ. Tôi thuê cô theo giờ, việc của cô là dọn dẹp, nấu ăn và đưa đón con thôi. Cô có làm được không? Dạ vâng được chị ạ. Em thì học sáng nên dành tất cả các buổi chiều. Nếu mà được thì chị cho em làm thêm ca tối nữa nha chị. Tốt. Con tôi là quan trọng nhất, nên là việc đưa đón nó là đặt lên hàng đầu. Tôi ghét nhất là cái kiểu giờ giấc vớ vẩn. Đừng có để con tôi chờ lâu. Với cả hơn nữa, đồ ăn ấy thì chỉ được mua trong siêu thị, có dấu mã, chứng từ đàng hoàng. Mua xong thì mang hóa đơn về lại tôi check. Nói chung là ấy, đồ ăn thì cô phải để ý kỹ. Bát đũa rửa xong thì phải lau khô luôn. Nhà tôi quen sạch sẽ rồi, nên là cô nhìn vào đấy mà làm. Hơn nữa, tôi ghét người làm tò mò bép xép chuyện người khác, cô hiểu không? Vâng, em hiểu rồi chị ạ. Ok, vậy thì ngày mai cô có thể đến làm. Lương của cô sẽ là 13.000 một giờ, như tôi đã thông báo với trung tâm. Dạ vâng, em xin phép chị em về đây ạ. Em chào chị. Uống nước đi con. Con vẽ gì đây? Con vẽ xe nào? Đẹp thế, cho cô vẽ cùng được không? Để cô tô mặt trời cho nha. Con mệt chưa? Thôi. Đâu đâu. Rồi. Cô chúc con ngủ ngon nha. Bye bye con. Mình ạ. Cô Thủy bận đi thi con ạ. Mấy hôm nữa cô ấy đến. Mà sao thế hả con? Con nhớ cô ấy. Nhớ? Cô ta chỉ là người giúp việc nhà mình thôi. Mà cô ta đến đây để chăm sóc con. Sao con lại nhớ? Cô ấy nấu cơm cho con ngon và cho con ăn nữa. Con bị làm sao ấy nhở? Mẹ mới là mẹ ruột của con cơ mà. Còn cô ta là ô xin. Đấy là việc của cô ta.
mà cô ta chăm sóc con chỉ vì tiền. Con có hiểu không? Cô ấy tốt với con mà. Con nghe mẹ nói đây. Cô ta ấy chỉ là người ở, mà người ở ấy thì mãi là người ở thôi. Con không có được thân thiết gì với cô ta, nghe chưa? Vâng ạ. Dạ. Alo mẹ ạ. À vâng, con nghe. Thôi mẹ lên làm cái gì? Con cũng vừa mới thuê được ô xin rồi, tiền cộng rẻ. Bà già rồi đi lại vất vả ra. À dạ sao? À vâng. Thôi thế để con bảo sắp xếp thời gian cho thằng bé nó nghỉ. À vâng, con biết rồi. Vâng, thôi nhận mẹ ạ. Con chào mẹ. Chị quên gì ạ? Thế bây giờ tôi không được về nhà tôi chắc? Dạ không, em hỏi vậy thôi. Tại thấy chị vừa đi đã về. Không phải về của cô. Thằng Bi đã ăn cơm chưa? Rồi ạ, thằng bé đang học trong phòng. Thế chị có ăn cơm luôn thì để em dọn ạ. Thôi khỏi. Cô Thủy, cô làm cái gì mà phòng tôi bừa bộn như thế kia? Làm gì ạ? Em có vào phòng chị đâu. Tôi không cần biết, cô đi vào theo tôi. Cô đi vào đây nhanh lên. Cô bảo là cô không bày bừa, thế tại sao quần áo cả tủ của tôi mở lanh tanh bành như thế kia? Còn cả cái dây chuyền ở kia nữa, về tôi không thấy đâu nữa rồi. Lợi dụng lúc tôi không có ở nhà để ăn trộm ăn cắp đúng không? Không, em không làm gì mà chị ơi. Có bao giờ vào phòng chị đâu. Em chỉ dọn dẹp bên ngoài với chăm sóc bé Bin thôi chị. Cô còn già mồm mà. Ở cái nhà này chỉ có tôi với cả bé Bin, với cả cô nữa. Không cô đấy thì còn ai nữa. Tôi thật không ngờ tôi đối xử với cô như thế nào, trả lương cho cô đầy đủ mà cô lại là cái loại người như thế à. Không đâu chị ơi. Em không lấy thật mà. Chị tìm kỹ lại xem chú oan cho em lắm. Cô còn già mồm mà. Hôm nay may là tôi về sớm nên là bắt tận tay ra nhà chán đấy. Chứ không thì cô còn định chối như thế nào nữa. Chắc chắn là cô để trong túi cô. Thế cái này là cái gì đây? Chứng cứ rành rành như thế nào mà mày còn chối à? Em không biết sao dây chuyền lại ở đây nữa. Em không lấy thật mà chị. Cầm ngay! Tao không nghe các bé kể chuyện, không nghe nghe trình bày hiểu không? Chị... Tao chả có chị em gì với mày cả. Cái loại như mày ấy, giả dạng làm sinh viên nghèo, rồi bu vào nhà giàu rồi ăn trộm ăn cắp. Không hiểu nhà nào mà có đàn ông, mày còn định làm con rắt thứ 13 để cướp không nữa. Đúng là cái loại không phải dạng vừa đâu, mà mày là cái loại dạng rộng đấy. Chị không có quyền gì chúng tôi như thế. Mày còn dám giả mồm à? Chứng cứ rành rành như thế này mà mày còn dám giả mồm cả. Thì tao nói cho mày biết nhá. Muốn kiếm nhiều tiền ấy thì chỉ có đi làm đĩ thôi. Chứ còn ăn trộm ăn cắp như này ấy thì không giàu lên được đâu. Chị đừng có quá đáng. Tôi không phải người như thế. Quá đáng à? Mày cốt ra khỏi nhà tao. Tôi không muốn làm ở một nơi coi nhục mình như thế này. Thôi thì coi như là cái chuyện này tao bỏ qua cho mày. Còn ấy, tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Cốt ra khỏi nhà tao. Đỡ tốn một khoản tiền. Mày dám lấy lòng con bà cho biết tay. Chú Trung ơi, con đến rồi. Bin đấy à? Bi à em? Hôm nay Bin thích ăn món gì nào? Món gì con cũng thích hết. Đúng là con của mẹ My ở khác. Khéo mồm khéo miệng thật đấy. Thế thì hôm nay chú phải đưa Bin đi ăn món gì thật là ngon mới được nhá. À, hai mẹ con chờ chú một tí nhá. Chú còn một chút việc nữa. Với cả hôm nay mình sẽ đi ăn với cả em gái của chú nữa nhá. Mà cô đang đi học. Chút nữa cô quay về thì mình đi ăn nhá. Nhá. Bé Bin, cô.
hai người quen nhau à? Thế thì tốt quá rồi. Bọn em biết nhau từ trước rồi. Đợt trước cô Thủy có nhận trông bé Bin giúp em. Cái gì? Con bé nhà anh mà không biết trông trẻ con á? Chắc em phải vất vả với nó lắm đúng không? À, không. Cô Thủy đấy rất chăm chỉ. Lúc mà cô ấy đi, em một tiếc mãi. Không ngờ hôm nay lại có duyên gặp lại nhau như thế này. Đúng là không ngờ thật. Hóa ra chị dâu tương lai giỏi giang, hiền dịu của em là đây hả anh? Trái đất tròn đúng không em? Mà anh còn một chút việc nữa, anh phải xuống kiểm tra hàng hóa. Xong ngồi... kìa, ngồi đi em. Sắp là người một nhà cả rồi, còn ngại cái gì nữa. Nào, đi ngồi đây với mẹ nhá. Cô Thủy, cô dạo này thế nào rồi? Lúc cô đi bé Bin cứ nhắc cô mãi. Khi nào cô rảnh thì cô sang chơi với bé Bin nhá. Không dám, tôi đến, sợ có người không vui. Không vui là không vui như thế nào? Chuyện cũng qua rồi, nên là cô bỏ qua nhá. Chị đóng kịch cũng giỏi thật đấy. Chắc anh tôi không biết con người thật của chị đâu nhỉ? À không, với anh ấy thì tôi là một người hiền lành và biết điều. Hơn nữa, anh ấy cũng quyết định lấy tôi rồi. Không lẽ về mấy chuyện như này mà cô lại muốn anh mình bỏ đi người mà anh yêu thương hay sao? Tôi không thể nào chấp nhận được người chị dâu như chị được. Rồi, tôi sẽ nói cho anh ấy biết hết mọi sự thật. Cô nghĩ là anh ấy tin cô chắc? Anh ấy chỉ tin những gì anh nhìn thấy thôi. Tôi là em gái anh ấy. Anh ấy sẽ tin tôi, chứ không phải loại rắn độc như chị. Thế cô làm gì để anh ấy tin? Cái chuyện chị dâu em chồng ấy là chuyện bình thường rồi. Còn nếu mà cô nói, anh ấy cũng chỉ nghĩ là cô không ưa tôi nên nói thế thôi. Còn tôi, còn cô ấy, để xem anh ấy tin ai. Chị... kìa, chị em nói chuyện gì mà vui đấy. À không, em với cả cô Thủy đây đang nhắc mấy chuyện cũ thôi, không có gì đâu anh. Anh Trung, kìa Bin, con bảo con nhớ cô Thủy cơ mà. Sao cô Thủy đến mà con không ra yêu cô đi? Mẹ bảo cô là ô xin, không được gần lại cô ấy. Thằng bé này, mẹ nói thế lúc nào? À anh ơi, không có chuyện gì đâu. Thôi bây giờ em đói quá rồi, mình đi ăn đi. Thế là sao hả Mi? Không có gì đâu, thằng bé nói linh tinh ấy mà. Bin, mẹ con nói thế khi nào? Tại sao lại nói thế? Mẹ khai tát cô ấy. Không có gì đâu anh ạ, hiểu lầm ấy mà. Chị em có chuyện gì mà căng thẳng đấy? Hiểu lầm mà anh, không có gì đâu. Không phải hiểu lầm đâu anh ạ. Chị ta không như những gì anh nghĩ đâu. Em, chị xin lỗi, tại lúc ấy chị nóng giận quá. Có gì em bỏ qua chị, em tha thứ cho chị nhá. Chị nóng giận vì mất đồ thì tôi có thể hiểu được. Nhưng chị coi thường tôi, lại còn dạy con chị khinh miệt một người giúp việc như tôi, thì chắc không phải vô ý đâu nhỉ. Chị ta không phải con người như anh nghĩ đâu. Trước khi bắt đầu một mối quan hệ lâu dài thì anh phải tìm hiểu kỹ chứ. Khuôn mặt xinh đẹp không phải là tất cả đâu. Anh thật không ngờ em lại là người như thế đấy. Em đã từng nói với anh, nghề nào cũng là nghề mà. Ai cũng muốn làm việc trí óc thì còn ai làm việc chân tay nữa. Mà em lại đối xử với một người hàng ngày chăm sóc con em như vậy, thì với mẹ anh, một người già cả, không giúp đỡ được gì nhiều cho em. Em muốn định đối xử như thế nào nữa hả Mi? Em ơi, em biết lỗi rồi, em sai rồi. Anh có thể tha lỗi cho em một lần này được không ạ? Em sẽ không như thế nữa đâu. Thôi, em gọi bé Bin về đi. Anh ơi, em xin lỗi. Bé Bin nó cũng thương anh. Anh đừng có làm như thế. Anh không còn gì để nói với em nữa. Em về đi, để anh bảo tài xế đưa hai mẹ con về. Anh, em về đi. Anh tôi đã nói như vậy rồi thì mời chị về cho. Xin lỗi.
không sao rồi ạ. Ừ, anh xin. Anh này, em cũng sắp tốt nghiệp rồi đấy. Nếu mà muốn kết quả tốt ấy, thì phải xin được vào thực tập ở công ty lớn. Anh xem có xin cho em vào làm thực tập ở công ty anh được không? Nhưng mà chuyên ngành của em... Anh xin cho em vào làm tư vấn khách hàng hoặc là chăm sóc khách hàng cũng được. Được rồi. Thế thì để anh xem lại lịch làm việc của giám đốc. Rồi bao giờ chị rảnh, anh sẽ sắp xếp cho em gặp chị ấy nhé. Nhưng mà chị ấy là người như thế nào đấy? Em sợ chị mà đanh đá quá, em không dám làm việc đâu. Yên tâm, chị tốt, rất tốt bụng, rất hay tạo điều kiện cho những sinh viên vừa mới ra trường như em. Anh như này, ngày xưa cũng là chị tạo điều kiện đấy. Thế thì anh nhớ lúc em hẹn gặp chị nhé. Kết quả học tập của em như thế nào á là phụ thuộc hết vào lần thực tập này đấy. Yên tâm, anh sẽ giúp em chứ, vợ tương lai ạ. Chị đang giảm cân, kiêng đường và chất béo. Em cho chị chai nước lọc nhé. Chị có dùng gì thêm không ạ? Cửa hàng em có hoa quả, hướng dương và cả bánh ngọt đấy ạ. Mấy cái thứ đấy thì chị cũng đang ăn kiêng ấy. Thôi cứ cho chị chai nước lọc nhé. Vâng ạ. Quán cà phê này. Ui, trời nóng này, vào cà phê một điều hòa xứng nhất. Vâng, tôi đợi nha. Em gửi chị menu. Quán mình có món gì ngon đấy? Quán em có đồ đá xay này, sinh tố này, nước ép này và cả bánh ngọt đấy chị ạ. Cho chị sinh tố Việt Quất nha. Vâng ạ, chị có dùng gì thêm không ạ? Cho chị thêm một hướng dương và một bánh ngọt. Chị ơi, chị dùng thử bánh trà xanh ở bên em nhé. Bánh này là đang được mọi người thích lắm đấy ạ. Thế thì cho chị bánh trà xanh nha. Dạ vâng ạ. Nắm tay giúp chị nhé. Dạ vâng, em đi làm ngay đây. Em gửi chị đồ uống ạ. Chị cảm ơn nha. Ôi em ơi, nước lọc của chị đâu? Thì chị cứ từ từ đã nào. Vừa mới vào đó gọi quốc cả lên. Nhưng mà tôi là người vào trước. Tôi cũng gọi đồ uống trước. Tại sao bàn bên kia có mà bàn tôi chưa có? Thì chị cũng phải cho chúng tôi thời gian để pha chế đồ cho chị chứ. Nước lọc mà cũng phải pha chế à? Để tôi vào xem có chưa. Đây, nước lọc của cô đây. Cho chị xin ít đá nữa nhá. Hết đá rồi. Vậy cho chị xin ít giấy ăn. Hết khăn giấy rồi. Vậy thôi, chị cảm ơn. Alo. Chị đang ngồi ở đây, cái quán cà phê mà hôm trước em giới thiệu ấy. Ừ, qua luôn nhá. Em ơi, cho chị xin giấy ăn thôi. Em ơi, sao lúc nãy em bảo hết giấy ăn rồi? Thì người ta khác, cô khác. Tại sao lại thế? Cô nhìn xem, người ta gọi bao nhiêu là đồ. Còn cô, gọi mỗi có chai nước lọc. Chả phải cô là phục vụ sao? Tôi đâu có đòi hỏi gì đâu. Tao không phục vụ cái loại như mày. Gọi có mỗi chai nước lọc, đòi hỏi đủ thứ. Không ngờ một cái quán cà phê như thế này lại có một nhân viên phục vụ không biết cách hành xử cho cô đấy. Không biết cách hành xử? Tao lạ gì cái loại người như mày. Đã không có tiền, vào quán cà phê gọi mỗi một chai nước lọc để ké điều hòa chứ gì. Tôi không phải người như thế. Thế mày nghĩ mày là hạng người như thế nào? Này, tao nói cho mày biết nhá. Đã không có tiền ngồi ké điều hòa thì đừng có mà đòi hỏi. Chỉ vì người ta gọi nhiều đồ uống, còn tôi gọi mỗi một chai nước lọc mà cô phân biệt đối xử như thế à? Đúng rồi đấy, mày bắt đầu khôn ra rồi đấy. Tao nói cho mày biết nhé, người ta là thượng đế, người ta có tiền thì tao phục vụ. Còn cái loại như mày ấy,
hút ra khỏi quán của tao. Có chuyện gì mà nào thế em? Chị ơi, có con nhỏ thì quán mình ké ở ngoài. Ơ, Duyên đấy à? Trời ơi, bao nhiêu năm không gặp, không ngờ cậu vẫn như thế nhỉ. Nghèo hèn, bẩn tính lại có sĩ diện nữa. Cậu nói gì thế? Tôi... Không có tiền ý, thì về nhà bật quạt mà ngồi. Quán của tôi ý, không tiếp những người có đẳng cấp như cậu. Cậu là chủ quán ở đây à? Đúng thế, tôi là chủ quán của quán cà phê sang trọng rồi đấy. Loại cậu thì vẫn bần hàn đến ngày xưa nhỉ. Cậu đừng coi thường người khác như thế. Tôi... Tôi cái gì? Tao còn lạ gì loại mày nữa. Ngày xưa ấy, mày ngồi mòn đít ở quán cà phê trên cổng trường. Bây giờ mày vẫn bẩn thỉu như thế nhỉ? Thì đấy là quán cà phê dành cho sinh viên. Tôi ngồi đấy đọc sách thì có gì sai? Tại sao cậu lại lên án tôi? Cái sai của mày ấy là mày quá đáng ghét và ti tiện. Chẳng hiểu sao ngày xưa thầy cô lại yêu quý mày, ưu ái mày hơn cả tao nữa. Tôi hơn cậu là vì tư cách và con người tôi hơn cậu. Cái hạng người mà chỉ đủ tiền mua một chai nước lọc như mày ấy, không có đủ trình để nói chuyện với tao đâu. Tư cách của mày ấy chỉ bằng một chai nước lọc mà thôi. Tôi quá thất vọng với cái thái độ phục vụ của quán này. Con danh, mày dám lớn tiếng với tao đấy à? Ngồi ké điều hòa cũng lở đấy, mau biến đi. Chị ơi, con xe mẹ ngoài kia là của chị đúng không ạ? Đúng vậy, sao thế? Chị cho em mượn chìa khóa này, em đánh con xe lên mẹ. Cảm ơn ạ. Chị ạ. Thật ra ấy, thì tôi có hẹn với thư ký ở đây. Nếu không thì với thái độ của hai người ấy, tôi đã đi từ lâu rồi. Xin lỗi giám đốc, em có việc em tới muộn ạ. Mọi người đang có chuyện gì vậy ạ? Cậu là giám đốc à? Cậu Khánh. Dạ. Đưa tôi 500 nghìn. Đây ạ. Đây là tiền tôi trả cho chai nước lọc của mình. Và tôi cũng có câu trả lời luôn cho hai người. Dù tôi có là giám đốc ý, hay bất kỳ ai, thì tôi cũng nên được đối xử công bằng. Và dù có gọi một chai nước lọc hay là nhiều thứ đồ uống khác ý, thì khách hàng vẫn cần phải được tôn trọng. Dạ, không biết là có chuyện gì thế ạ? Mà chị đã gặp người yêu em chưa ạ? Chị thấy cô thế nào ạ? Có thể làm việc ở công ty được không ạ? Tôi vẫn đang ở đây để đợi người yêu cậu đây. Em tưởng là hai người phải nói chuyện với nhau rồi chứ ạ? Bọn tôi đã nói rất nhiều chuyện với nhau. Chị... Nhưng chủ yếu ý là người yêu cậu sỉ nhục và coi thường tôi khi tôi chỉ gọi một chai nước lọc. Kiểu em, chị đang giảm cân nên là kiêng đường, kiêng chất béo. Đúng là như thế, nhưng cô ấy không tin và cho rằng tôi vào đây ngồi chỉ là để ngồi ké điều hòa. Linh! Ôi, sao em lại ăn nói như thế hả? Đây là chị Duyên, giám đốc của công ty Ham Group. Ôi, nơi mà anh giới thiệu em vào làm thực tập đấy. Chị Duyên, em xin lỗi. Chị tha lỗi cho em một lần này thôi ạ. Tôi nghĩ rằng ấy, công ty của tôi không thể nhận cô vào làm được đâu. Người xưa có câu con sâu bỏ dầu nồi canh. Với cái thái độ của cô như thế này thì chắc là công ty tôi không thể nhận cô rồi. Không không chị ơi, em hứa là từ nay em sẽ thay đổi. Sau chuyện này em đã học được một bài học rất lớn rồi ạ. Dạ vâng, đúng đấy ạ. Chị ơi, chị có thể tạo điều kiện cho cô ấy thêm một cơ hội nữa được không ạ? Dù gì cô ấy cũng là người yêu em. Em hứa là em sẽ kèm cặp và bảo ban cô ấy để cô ấy tiến bộ ạ. Cậu Khánh này, tôi rất coi trọng con người cậu cũng như là năng lực làm việc của cậu. Nhưng tôi nghĩ rằng ấy, với cái bản tính coi trọng tiền bạc và giàu sang của cô ấy thì không thể thay đổi được đâu. Cậu cứ ở đây nói chuyện tiếp với cô ấy đi nhá. Tôi đi về đây. Chị ơi, chị để em lái xe đưa chị về ạ. Tôi tự đi được. Chào cô cậu. Thôi, thế là xong. Thế là bao nhiêu công sức anh đề bạt em, bây giờ đổ sông đổ biển hết rồi. Thì em có biết đâu. Em thấy chị gọi mỗi chai nước lọc. Em phải thử, chị không có tiền. Anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi, đừng bao giờ nhìn người khác qua vẻ bề ngoài. Thôi, anh đi có việc đây. Anh.
Hả? Trưa nay mình ra ngoài ăn cơm trưa em ha. Em sao vậy? Mệt hả? Dạ không, em không có mệt. Em chỉ ngồi suy nghĩ tương lai của tụi mình sau này thôi à. Trời ơi. Em ráng lên, đợi mai mốt mà công việc hai đứa mình ổn định rồi, tụi mình sẽ cưới nhau ha. Dạ, em biết nhưng mà mình sống thử như vậy liệu có ổn không anh? Em sợ lắm á. Khờ quá. Sống thử là một bước chuẩn bị rất tốt cho hôn nhân mà ha. Với lại chúng ta sẽ trưởng thành hơn. Dạ. Và sẽ hạnh phúc hơn khi mình sống với nhau nữa. Anh ơi, cơm xong rồi, lại ăn đi anh. Được rồi, bỏ xuống, ăn đi anh. Sao toàn rau với trứng không vậy? Thì cuối tháng rồi anh. Với lại tháng vừa rồi anh đâu có đưa tiền sinh hoạt cho em đâu. Tại bây giờ anh phải đi làm, anh tiếp khách nhiều, anh tiêu tiền nhiều, phải thông cảm cho anh chứ. Thì em biết, nhưng mà em chỉ muốn là anh cân nhắc kỹ lại khi xài tiền thôi. Với lại vừa rồi tiền điện, tiền nước toàn là em tự lo không à. Anh biết rồi. Tại dạo này kẹt tiền quá. Chứ nếu mà anh có tiền nhiều á, thì anh đâu có tiếc với em chi. Dạ, thì em cũng chỉ nhắc anh vậy thôi à. Thôi, ăn cơm đi. Dạ. Bao quý khách.
Ôi. Chết, trễ rồi. Anh đi rồi hả, đi làm à. Với lại em có chuyện muốn nói nữa. Hả? À, có gì để sau đi em, anh trễ giờ làm rồi. Thôi anh đi trước nha. Cái bữa hôm đó anh kêu em muốn xuống tránh thai rồi mà. Em không muốn hả? Ôi, bây giờ biết làm sao đây? Thì cưới chứ làm sao. Cưới hoài. Hả chứ là cưới. Em làm những cái chuyện cưới xin là cái chuyện ra chợ mua tôm mua cá dễ dàng lắm vậy á. Cưới. Thiệt tình hết. Có với nhau những đứa con khác, lúc chúng ta ổn định hơn, được không? Mình phá nha. Tội lắm anh, em làm không có được. Ngoan, nghe anh nói nè. Anh sẽ chăm sóc em, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ cưới em vào một ngày không xa. Tất cả những gì anh làm đều muốn tốt cho gia đình của mình cả, em hiểu không? Giỏi.
Em giải quyết xong chưa? Giỏi. Giỏi. Em hả? Em yên tâm, anh đã ép cô ta phá thai rồi. Kể từ ngày hôm nay, chúng ta có thể tự do qua lại với nhau. Hả? Cô ấy hả? Rất là ngoan, nghe lời anh dữ lắm. Ừ, phải. Mà có phải là vợ chồng gì đâu mà em lo. Chưa cưới hỏi gì mà, đúng không? Mà anh nghĩ là anh không cưới cô ta đâu. Anh ngán cô ta đến tận cổ họng rồi đây nè. Thiệt nha, ráng chờ anh vài bữa nữa thôi. Anh sẽ tìm cách bỏ cô ta. À, dạ, em biết rồi chị. Dạ, ok chị, dạ. Ngày mai em sẽ có đầy đủ giấy tờ cho chị. Dạ, 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 em chào chị, dạ. Em mới về hả? Ừ. Anh mới nói chuyện với ai vậy? Sếp của anh. Sếp hả? Ừ. Bộ cô ta thích anh hả? Khùng quá. Sếp của anh lớn hơn anh cả chục tuổi, làm sao mà thích được? Ờ, vậy chứ hai người nói gì với nhau? Chuyện công việc. Mà sao bên đây em hỏi kỳ vậy? Em nghi ngờ gì anh hả? Nghi ngờ. Đồ đàn ông khốn nạn. Bộ anh tưởng tôi không nghe được cuộc nói chuyện dơ bẩn đó hay sao? Anh ép tôi phá thai, còn hí ha hí hửng khoe với cô ta nữa. Rồi anh còn nói với cô ta là sẽ bỏ tôi sớm thôi. À, anh giỏi quá rồi. Vậy thì anh bỏ tôi đi. Bộ anh tưởng tôi cần một người chồng vô liêm sỉ như anh hay sao? Dù sao thì anh cũng là một thằng đàn ông bám váy đàn bà. Bao lâu nay tôi lo cho anh, vậy mà anh bạc tình bạc nghĩa bỏ rơi tôi, đi theo chị ta. Được thôi, vậy thì anh theo chị ta đi. Để tôi xem đồng nghiệp, bạn bè sẽ chửi vô mặt anh là cái thằng trai bao rẻ tiền. Sẵn đây tôi cũng nói cho anh biết, tôi chưa có phá thai. Mà anh cũng đừng lo, tôi sẽ không cần tiền trợ cấp dơ bẩn đó của anh đâu. Tôi sẽ tự nuôi lớn đứa con. Còn anh sẽ phải trả giá vào một ngày không xa. Tin tôi đi. Alo, nghe. Nói. Cái gì? Mày cho nó bích đâu? Cái gì? Trốn. Ê, nè, khoan, nè. Trời đất ơi, tiền bạc của mình. Ủa, ai vậy em? Ờ, chỉ là một cái mày thôi. À, thôi. À, mày đi thôi em. Dạ. Đi con.